Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Kỷ lực sánh đôi Body and Brain. Mỗi thời gian không dư không thiếu dù chỉ một giây để các cặp đôi thể hiện sức mạnh cường tráng, là cơ hội thể hiện tầm hiểu biết sâu rộng. Dù ai nói nhỏ nói nghi lòng ta vẫn vững như kiểu ba chân. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược giả Quốc Thuận và chiến lược giả Phương Thành, đồng hành cùng là MC Quyền Linh. Nếu muốn giải thưởng với tay mình, hãy để trí lực dẫn đường cho bạn. Trí lực sánh đôi, 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. This is my fight song. Take back my life. Thời gian bắt đầu. Kangaroo giữ thăng bằng bằng gì? Đuôi. Điệp viên 007 tên là gì? James Bond. Thủ môn Bùi Tiến Dũng mang áo số mấy? Số 1. Từ gì mà 100% người Việt phát âm sai? Sai. Chính xác. Câu hỏi như sau: khi bạn căng thẳng, mồ hôi có thể đổ ra. Đơn giản là vậy thôi, đó không phải là câu hỏi. Đâu phải MC muốn nói. Trời ơi. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai. Trời, tông cao quá. Có ba đi. Chúc mừng. Cộng thêm 0 giây. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Trí lực sánh đôi Body and Brain. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên VTV3 đài truyền hình Việt Nam. Cảm ơn những vũ công rất xinh đẹp và dễ thương tôi đã làm nên một phần mở đầu rất là sinh động. Quý vị thân mến, người ta thường thấy có hai người đi chung với nhau, rất thân với nhau và rất hợp với nhau. Những người đó là những người bạn với nhau, những người đã yêu nhau, những người đã cưới nhau và thậm chí là những người tri kỷ với nhau. Nhưng họ hợp với nhau đến mức nào quý vị? Trong chương trình Trí lực sánh đôi này, chúng tôi sẽ cùng kiểm tra xem cái mức độ họ thân với nhau như thế nào và ai sẽ kiểm tra cùng Quyền Linh những cái điều đó. Chúng tôi sẽ giới thiệu hai người bạn cũng rất thân với Quyền Linh, không biết họ thân với nhau hay không. Đó chính là ca sĩ Phương Thanh và diễn viên hài Quốc Thuận. Quốc Thuận xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Trí lực sánh đôi. Và Phương Thanh cũng xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị một buổi trưa đầy mát mẻ, vui vẻ. Rồi, mời Quốc Thuận và Phương Thanh trở về vị trí. Xin chào Quyền Linh và hứa hẹn hai anh em chúng tôi hôm nay sẽ trí lực sánh đôi với nhau. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ thành phần hai đội chơi, những người rất là quen thuộc với khán giả. Đội chơi số 1. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Mình tên là Phát La, mình là diễn viên. Dạ, em tên là Sam. Và ngày hôm nay em tới đây chơi cùng đội với là Phát La. La Sam, Sam La. Đứng đây chờ đội thứ hai nhé. Chúng tôi xin mời đội số 2. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song.
Rồi, hợp nè. Cái này hợp nè. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Chào Huyền Linh, chị Thanh cũng như anh Thuận. Mình là Ninh Dương Lan Ngọc, hôm nay tới chơi cùng với ST. Xin chào tất cả mọi người, mình là ST và xin chào các anh các chị. Sawani Krab. Thỉnh từ bên Thái về lần á anh. Ở bên Thái về. Tại sao tụi em đến với Chí Lực Sánh Đôi là tại vì Ngọc được mời tham gia chương trình này. Thì Ngọc là Chí Lực rồi, còn em là Sánh Đôi thôi em. Chỉ Sánh Đôi vậy thôi, còn là Chí Lực Sánh Đôi. Chỉ đi chơi chung thôi, chứ còn em là quy tụ từ trí tuệ cho đến sức lực. Có vẻ năng động nè, hợp nè. Tụi mình hợp với nhau không? Dạ, bắn tim, bắn tim. Bắn tim, bắn tim. Tôi chọn đội Sam La. Bởi vì không còn đội nào để chọn nữa, lên đây đi Thuận, lên đây. 1, 2, 3, yeah. Thấy chưa, thấy ghê chưa? 2, 3, yeah. Trí Lực Sánh Đôi, không biết có nào trí nào lực. Cuộc chơi như thế nào chúng ta chưa biết được quý vị. Trước khi cuộc chơi để chúng tôi bàn khoảng chừng vài phút, quý vị nghỉ giải lao chút xíu. Chúng tôi sẽ quay trở lại và tham gia trò chơi quý vị nhé. Sau khi em thử cái xà đơn này thì em thấy là nó khá là đơn giản, cho nên là em dành cho Phát Na. Bắt đầu. Đu 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 là bao nhiêu? 7, 8. Nhảy lên, nhảy lên. Nhảy lên đi. Chào quý vị và các bạn quay trở lại với Trí Lực Sánh Đôi Body and Brand. Thưa quý vị, đây là vòng chơi đầu tiên được mang tên Trang Bị. Hai đội chơi chú ý nha. Chúng ta sẽ phân ra ai thi về trí, ai thi về lực. Nhưng cái điều quan trọng nè, nếu các bạn ở vòng chơi đầu tiên các bạn thua thì các bạn bắt buộc phải đổi người chơi ở lượt thứ hai. Thành ra mình phải tính toán cho nó kỹ nha. Thử thách thể lực đầu tiên mang tên đôi tay lực lưỡng. Tại đây, người thể lực phải dùng tay đu lên xà đơn trong thời gian lâu nhất có thể để người trí tuệ có thời gian trả lời thật nhiều câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng, cặp đôi sẽ nhận được 10 điểm tương ứng với 500.000 đồng giá trị tiền thưởng. Thời gian thử thách sẽ kết thúc khi người đu xà đơn không thể tiếp tục đu được nữa. Vì thế, người thể lực hãy cố gắng nha. Bây giờ theo ban cố vấn thì chúng ta sẽ chọn ai là lực, ai là trí. ST với thân hình. Em yếu xìu à. Em mới là người lên trên đó đó. Dạ. Bây giờ lên thử liền một cái cho chứng minh liền. Ô, luôn thử rồi. Em thử một cái cho mọi người coi luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi đó, tới đó thôi đó hai em. Mà có hít lên được không? Có hít lên được không? Thấy chưa? Rồi. Rồi, em đứng yên đi em. 1 2 3 4 5 6 7. Cái đó. Hướng bên nọ, dí bên kia, lắc bên nọ rồi lại quấy bên kia, quay bên này, giờ bên đấy. 2 3 2 3. Ngồi nhìn chiếc lá rơi rơi cõi nguồn. Lá rơi, lá rơi. Sau khi em thử cái xà đơn này thì em thấy là nó khá là đơn giản, cho nên là em dành cho Phát La. Bây giờ Phát La là thi lực đúng không? Rồi Sam chuẩn bị đứng đây. Nghe cho kỹ tôi đọc nha. Thời gian bắt đầu. Đu. Câu số 1. Trong truyện Thánh Giống đến năm mấy tuổi mới biết nói? 3 tuổi. Chính xác. Kangaroo giữ thăng bằng bằng gì? Đuôi. Đúng rồi. Vợ David Khâm là cựu thành viên của nhóm nhạc nào? Spy Girl. Chính xác. Trong lời bài hát Cô Gái Đến Từ Hôm Qua có tất cả bao nhiêu cụm từ Cô Gái Đến Từ Hôm Qua? Cô Gái Đến Từ Hôm biết, Qua không biết. Bản gốc của phim Tháng Năm Rực Rỡ là gì? Sydney. Rồi chính xác. Rồi 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 là bao nhiêu? 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8. Bỏ qua. Vậy cân bậc 2 của 3 cộng 6 là bao nhiêu? 6. Chính xác. Con gì mưa hôm nay mai mưa ướt? Con gì mưa hôm nay mai mưa ướt? Con rùa. Chính xác, con rùa. Rồi, vịt xin với vịt trời, con nào biết bơi? Con nào cũng biết
Chính xác. Chính xác. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Nhanh lên, nhanh lên đi. Rắn có mấy chân? Rắn có mấy chân? Hả? Rắn có mấy chân? Không có chân. Rồi, chính xác luôn. Như vậy sau một thời kỳ khá dài, Sam đã trả lời được 8 câu hỏi tương đương với 4 triệu đồng. Chúc mừng. Bây giờ tới đội số 2, Hattie và Ninh Dương Lan Ngọc. 3, 2, 1, bắt đầu thời gian. Trong truyện Tấm Cám, dì ghẻ hứa tặng thứ gì cho người bắt được cá nhiều hơn? Tặng yếm đào. Chính xác. Trái đất quay hết một vòng mặt trời mất bao nhiêu lâu? 1 năm. Đúng rồi. Tim người có mấy ngăn? 4 ngăn. Rồi, điệp viên 007 tên là gì? James Bond. Chính xác. Trong lời bài hát Bao giờ lấy chồng, tại sao cô gái chưa lấy chồng? Tại ế. Không phải, tại vì không muốn. Trong phim hoạt hình Aladdin và cây đèn thần thì thần đèn màu gì? Thần đèn màu xanh. Chính xác. 22 x 11 bằng mấy? 22 x 11 144. 144. Không phải, 242. 242. Số tận cùng của chữ số bi là số mấy? Không có, không có, không có. Chính xác, không có số tận cùng. Trong truyện Thánh Giống thì roi sắt gậy thánh giống nhổ bùa tre, vậy bùa tre đó ở đâu? Bụi tre đó ở trên đường. Đúng rồi, chính xác, trên đường. Trong một năm có bao nhiêu tháng 31 ngày? Có bao nhiêu tháng 31 ngày ạ? 6 tháng. Sai, 7 tháng. Đội STV Ninh Dương Lan Ngọc đã hoàn thành được 7 câu tương đương với 3 triệu 500 ngàn đồng. Chúc mừng. Còn câu đứa khác không được à? Thưa quý vị, còn điều gì sẽ xảy ra tiếp tục nữa? Chúng ta nghỉ giải lao một vài phút nha. Chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Vô. Nơi khô nhất ở trái đất là ở đâu? Nam cực, Nam cực, Nam cực. Nam cực. Khoảng cách giữa hai người cách nhau một vòng trái đất là bao nhiêu? Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Trí Lực Sánh Đôi Body and Brain. Thưa quý vị, hồi nãy thì hai đội chơi cũng đã cố gắng nỗ lực để tìm cho mình một giá trị giải thưởng cũng hơi cao cao rồi quý vị nha. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ ta sẽ lại tiếp tục thể hiện điều đó. Nhưng mà hồi nãy thì La Sam đã thắng ha. Bây giờ mình có quyền giữ nguyên vị trí. Còn đội của Ninh Dương Lan Ngọc cùng với ST thì ta phải thay đổi. Bây giờ đúng rồi đó, bây giờ hết sai rồi. À, hai em, La Sam, anh nghĩ rằng là cuộc thi một là chúng em đã thắng, chúng em đã cố gắng hết sức rồi. Dạ. Cho nên tiếp tục, anh không muốn thay đổi gì cả. Em tiếp tục đảm nhận vai trò là người thể hiện lực. La, sao em không có mặt em có thần thái chứ người La? Em ngu lắm hả, không cho em trả lời mấy câu hỏi gì anh. Em trả lời câu hỏi rất hay, anh tin em đi. Bây giờ em có muốn kiếm tiền không? Muốn. Ừ, vậy thì em chơi. Vậy em chơi. Chúng ta chuẩn bị đến với câu hỏi của chương trình. Nào, chuẩn bị. Câu hỏi đầu tiên như sau. Sông Cửu Long và sông Hồng, sông nào chảy qua miền Bắc? Sai, sai rồi, mình thắng. Có quyền, trả đi, trả lời. Chưa đọc hết câu hỏi mà. Hỏi bấm, em nghe cho kỹ nè. Sông Cửu Long và sông Hồng, sông nào chảy qua miền Bắc nước ta? Sông Hồng. Chính xác. Hay quá. Nỗi sợ lớn nhất của chú mèo máy Doraemon là gì? Mời Sam Sam. Dạ, chuột ạ. Chính xác. Túi thần kỳ của Doraemon màu gì? Màu trắng. Chính xác. Đuôi của Doraemon màu gì? Đỏ. Chính xác. Máu của con nhện màu gì? Đen.
Trong suốt. Trong suốt, chính xác. Yeah. Giỏi quá. Tấm kiều cá bóng lên bằng câu nói nào? ST. Bóng bóng mang bang lên ăn cơm bàn cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Chính xác. Hay quá ST ơi. Bóng 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 bang bang lên ăn cơm bàn cơm bạc nhà ta. Đó. Con gì giúp tấm tìm xương cá bóng? Gà. Chính xác. 3 × 4 × 5 là bao nhiêu? 1, 2, 60. Chính xác. Yes. Yes. Em rất thông minh Sam ơi. Ngôi nhà bằng gạch dài 3m, rộng 4m, cao 5m. Diện tích ngôi nhà là bao nhiêu? 60. Sai. Diện tích là 60m2. Sai. 12m2. 12m2 thôi. Trời ơi. Đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam từ 2015 đến nay tên gì? Đội trưởng hả? Ừ. Xuân Trường. Chính xác. Thủ môn Bùi Tiến Dũng mang áo số mấy? Số 1. Quá giỏi Sam ơi. Phan U23. Năm 2018 có mấy tháng 28 ngày? Tháng nào cũng có 28 ngày hết. Ôi, 12 tháng. Chính xác. Tháng nào cũng có 28 ngày. Tiếp tục. Khoảng cách giữa hai người cách nhau một vòng trái đất là bao nhiêu? Một vòng trái đất, em ngồi đây. Anh ngồi đây. Bên cạnh nhau ngỡ như thuần xa. Không dám nhìn, không nói gì. Dường như chúng ta chưa từng quen. Bằng không là ngồi cạnh nhau á. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Tuyển thủ U23 Việt Nam trước khi ra sân đá bóng còn bán son là ai? Hồng Duy. Chính xác. 11 mũ 2 là bao nhiêu? 11 mũ 2. 1, 2, 1. Chính xác. Nơi lạnh nhất của trái đất ở đâu? Nam Cực. Chính xác. Nam Cực. Hai anh em hoàng tử xiếc, quốc cơ quốc nghiệp, ai là anh ai là em? Quốc cơ là anh. Chính xác. Thành viên nhỏ nhất trong nhóm 1088 là ai? Ứng Hoàng Phúc. Chính xác. Isaac Newton đang ngồi ở đâu thì khám phá ra được hấp dẫn? Gốc cây. Chính xác. Táo. Chó đớm mới sinh ra có đớm không? Không. Chính xác. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non là gì? Bánh trôi nước. Chính xác. Vậy. Đúng rồi. Cái gì lúc lên lúc xuống nhưng không bao giờ chuyển động? Con đường. Chính xác. Từ gì mà 100% người Việt phát âm sai? Từ gì mà 100% người Việt phát âm sai? Sai. Chính xác. Trời ơi. Bình tĩnh đứng lên, chuẩn bị bấm chuông. Nhân vật Hiểu Vương trong phim Tháng Năm Rực Rỡ trước khi chuyển tới Đà Lạt sống ở đâu? Thang Rí. Chính xác. Trong bảng chữ cái, chữ nào đứng giữa chữ R và chữ T? S. Chính xác. Tên của ST. ST. Trời ơi, hàng chi. Nơi trữ lượng nước ngọt nhiều nhất thế giới? 1, 2, 3. Không biết. 1, 2, 3. Nói đại nói đồng bằng sông Cửu Long luôn chứ đâu. Đâu ra là cũng ở Nam Cực luôn. Nam. Là nơi trữ lượng nước ngọt nhiều nhất thế giới. Tự nhiên là nước mặn, định trả lời là biển. Đa số lưỡi của chó màu gì? Hồng. Chính xác. Trời ơi. Trời ơi. Ai nhập anh vậy? Sao anh bất nhập nữa là bất hủ kìa. Sao nó hay vậy trời? Quá xuất sắc. Trời ơi. Trái đất là hành tinh thứ mấy trong hải mặt trời? Thứ ba. Chính xác. Ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng? Neil Armstrong. 1, 2, 3. Chính xác. Nơi khô nhất ở trái đất là ở đâu? Nam Cực. Sa mạc Sahara. Không phải. Nam Cực. Chính xác. Trời ơi, Ninh Dương là Ngọc ơi. Bạn em nghe không rõ. Không phải, bạn em không tin em. Kết thúc sau quá nhiều câu hỏi thì đội số 1 Sam Sam đã trả lời đúng 10 câu. Chúng ta có 100 giây. 100 giây hả? Và ST đã xuất sắc vượt qua Sam Sam. Bạn có 18 câu là 180 giây. Chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thể lực của hai đội.
Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với cuộc thi ngày hôm nay thưa quý vị. Ở thử thách thứ hai, sau khi người trí tuệ tích lũy thời gian từ các câu trả lời chính xác, người thể lực sẽ trải qua thử thách giữ sách thăng bằng. Trong thời gian cho phép, người thể lực sẽ phải dùng đầu của mình để đem những cuốn sách của chương trình về đích. Với mỗi cuốn sách về đích đúng luật, đội chơi sẽ ghi được 10 điểm tương đương với 500.000 đồng tiền thưởng. Rất đơn giản, hai đội cố gắng để có được nhiều tiền thưởng nha. Bây giờ sẽ là một cuộc thi rất là gay cấn. Và đồng hồ sẽ thể hiện trên kia nha. Đội nào hết giờ có bao nhiêu cuốn sách mình tính bấy nhiêu. Một cuốn sách được 10 điểm tương đương với 500.000 đồng. Cứ cuốn 500.000. Chuẩn bị, thời gian bắt đầu. Vô. Tập trung hai cuốn được Ninh Dương Lan Ngọc ơi. Em ơi anh thấy em để hai cuốn luôn đi Phát La ơi. Hai cuốn không được nữa. Hai cuốn luôn đi. Nó hai cuốn không nổi. Để đàng hoàng mới đi nha, cân bằng xong mới đi. Đi Ngọc ơi. Đi là không được, còn tay vô. Rồi thua rồi, qua luôn. Qua nào. Phát La thì ngang như cua luôn. Bình tĩnh, cứ từ từ thôi, bên kia nó thua mình. Lan nào, mọi người vỗ tay đi nào, vỗ tay đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hay quá Phát La ơi. Rất hay. Này giờ đi ngang không à. Trời ơi, trời ơi, ơi. Sao nó rớt quá vậy? Tại sao mình thắng mà đi ngang? Bên kia đội trưởng đã bị rối. Ba qua đây đã bị rối. Hết giờ. Bên Ninh Dương Ngọc còn rất nhiều. Sao cái này nhà giàu quá vậy? Bánh bò bánh tem, bánh bò bánh tem mọi hay người. Quá vậy, hay quá vậy, bánh bò bánh tem mọi người. Em đi thử hai cuốn coi. Em làm sao mà nó rớt sách giữa chừng đi. Lên. Chiến thuật của chị Sam hay quá vậy. À, cố gắng đi tới cái ô này nha cô gái. Ai lần nữa. Qua được cái kia thôi chứ. Đi tới cái ô này nha cô gái. Cô chơi gian nha cô. 3 2 bỏ lại. Trời ơi. Của Phát La và Sam có tổng cộng 8 cuốn sách, nhưng trong đó có 2 cuốn phạm luật. Trời, còn 6 cuốn tương đương với 3 triệu đồng. Tí sủ dần mẹo thành tị ngò mùi thân dầu tức thời. Tí sủ dần mẹo thành tị ngò mùi 17 cuốn. Trời ơi, 8 triệu rưỡi. Chúc mừng cho đội Ninh Dương Lan Ngọc và ST. Mới vòng thi đầu tiên thôi mà đội Ninh Dương Lan Ngọc cùng với ST đã chứng minh được trí lực của mình. Còn đội bên đây không sao, chúng ta còn nhiều vòng chơi nữa. Mời quý vị các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi Trí Lực Sánh Đôi Body and Brain. Kết thúc phần thi ở vòng trang bị, bộ ba kết hợp Lan Ngọc ST, nghệ sĩ Phương Thành đã có những chiến thuật đúng đắn để giành nhiều phần thắng về cho mình. Và kết thúc hai phần thi, họ đã giành được 12 triệu đồng tiền thưởng. Trong khi đó, Quốc Thuận, Sam, Phát La có vẻ như chưa ăn ý nhau lắm nên vẫn chưa lật ngược được thế cờ với đội bạn. Thế nên, họ chỉ có 7 triệu đồng tiền thưởng mà thôi. Ở cuộc đua tiếp theo, liệu còn gì bất ngờ đây? Cùng đón xem nào! 7 hả? 7, ok! Số 7. Phát La và Sam cộng thêm được bao nhiêu giây đây?
quý vị và các bạn quay trở lại với Trí Lực Sánh Đôi Body and Friend. Chúng ta sẽ công bố lại số tiền thưởng hai đội đang có. Sam Sam cùng với Phát La đã có 7 triệu đồng. Chúc mừng. Và ST Ninh Dương Lan Ngọc có 12 triệu đồng. Chúc mừng. Đây là vòng gọi người ta nói là vòng sống chết đó nha. Bởi vì nếu như đội nào thua ở vòng chơi này, đội đó sẽ bị loại và không được bước vào vòng trong nữa. Bởi vòng kế tiếp chúng ta có cơ hội nhận thêm 20 triệu nữa. Wow. Thử thách ở phần này mang tên nhanh tay lẹ mắt. Ở phía sau mỗi đội đều có 4 cột chứa 4 nội dung khác nhau. Khi thời gian bắt đầu, người thể lực sẽ phải dùng một tay để lật và phân loại các tấm hình về 4 cột tương ứng của đội mình trong thời gian ngắn nhất. Hai đội lưu ý, mỗi lần chỉ được phân loại một tấm hình thôi nhá. Và đừng quên, thời gian hoàn thành thể lực của cặp này sẽ là thời gian trả lời câu hỏi của trí tuệ cặp kia. Hãy hoàn thành một cách nhanh nhất. Ở đây, mỗi cái cột như vậy có một tấm hình. Mỗi một cột là có 5 tấm hình, các bạn phải lựa đúng 5 tấm hình giống như cái cột đó. Còn nếu lựa sai cái hình đó thì các bạn sẽ được cộng thêm 5 giây. Cộng 5 giây thì các bạn đang làm lợi cho đối thủ, hiểu chưa? Hai cổ động viên đứng xa ra, xa ra. Cố lên, La Ngọc, cố lên, La Ngọc. Thời gian dành cho hai đội. 3, 2, 1, bắt đầu. Ngủ. Nhanh lên. Đúng rồi. Phải nhìn, nhìn cho nó giống nha. Cố lên nào. Một cột là 5 hình. 5 hình phải giống nhau. Hết 20 hình thì chúng ta sẽ dừng lại. Cố gắng 20 hình nha. Ninh Dương Lan Ngọc còn 2 hình nữa. Trời ơi, chính xác luôn hả? Làm lớp của người ta rồi, trời đất ơi. Rồi. Yeah. Ninh Dương Lan Ngọc 2 hình. Hay quá. Rồi, xong rồi. Đứng lên, thắng nữa rồi, kỳ quá. Trời ơi. Bây giờ nhìn thời gian á, thì Ninh Dương Lan Ngọc có 1 phút 10 giây cho đội Phát La với lại Sam Sam. Phát La Sam Sam có 1 phút 17 giây cho đội của Ninh Dương Ngọc với ST. Đây là vòng hết sức là quan trọng dành cho hai đội. Bởi vì tới cái vòng này á, các bạn sẽ cần rất nhiều thời gian trả lời câu hỏi. Câu hỏi rất khó chứ không phải như là vòng thi đầu tiên đâu. Thật ra chúng ta cần rất nhiều thời gian. Chính ra điều đó nên các bạn phải mua thêm thời gian thôi. Đặc biệt là Sam Sam cùng với lại Phát La. Mỗi lần mua như vậy, chúng ta sẽ bỏ ra 20 điểm để mua. Hiện nay, ở bên đội Sam Sam và Phát La có 140 điểm. Bên đội ST với Ninh Dương Lan Ngọc đang có 240 điểm. Mỗi lần mua như vậy, chúng ta bỏ ra 20 điểm. 20 điểm bỏ ra mua một ô. Nhưng không phải ô nào cũng có điểm cộng. Có những ô không có điểm cộng mà có điểm trừ. Bắt đầu ưu tiên cho đội Phát La và Sam Sam. Có mua không? Dạ mua. 20 điểm, mua số mấy? 7 hả? 7, ok. Số 7. Phát La và Sam Sam cộng thêm được bao nhiêu giây đây? 5 giây. Dạ em chọn số 3. Số 3 đúng không? À. Chúc mừng em. Như vậy là em đã cộng thiệt 5 giây. Yeah. Lượt thứ 2. 3. Số 6. Số 6 đẹp. Số 6.
Cái này khá hơn hồi nãy. Hồi nãy bị trừ 5 giây đúng không? Bây giờ bị trừ 3 giây hả? Cái này được cộng thêm. Cộng thêm 0 giây. Chính, chính luôn sát cái bên. Em đã cộng thêm được 5 giây. Nào, lượt thứ ba bắt đầu. Nè nè, anh không nói ra nhưng mà nè, đó, anh chọn số 10 đó. Rồi, số 1. Chúc mừng các bạn cộng thêm 5 giây. Đội ST với lại Ninh Như Ngọc chúng ta có mua thêm không? 4. Chúng tôi xin công bố đội ST và Ninh Như Ngọc được cộng thêm 15 giây. Chúc chúng ta bắt đầu công bố số thời gian của hai đội. Đội Phát La với Sam Sam có 1 phút 10 giây. Đội Ninh Dương Lan Ngọc và ST có 1 phút 42 giây. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần rất quan trọng, xem đội nào ở lại và đội nào ra đi. Chào quý vị và các bạn, quay trở lại với Trí Lực Sánh Đôi. Ở vòng chơi này là vòng chơi hết sức là quan trọng, như nãy giờ Quỳ Linh đã công bố rồi. Đội nào trả lời được nhiều câu hỏi, đội đó chiến thắng. Ưu tiên cho đội số 1. Cố lên Sam Sam, cố lên. Những cái lúc căng thẳng nhất thì em làm gì hả Sam Sam? Em cũng sẽ thường hát nhưng mà em nghĩ là không nên ở đây thầy. Thôi em rồi. Hát đi. Không có sao, không có sao hết. Em cứ làm như những gì em thích đi. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông trong đường dài. Cành nhà neo đơn vậy em chưa lớn, khép đôi mi gánh nhọc nhằn. Thôi được rồi. Mẹ. Ờ, chưa hát xong mà. Thôi được rồi, thôi được rồi, thôi được rồi. Trời tông cao quá. Chuẩn bị, bạn có 1 phút 10 giây để trả lời các câu hỏi. Thời gian bắt đầu. 11 mũ 1 bằng bao nhiêu? 11. Chính xác. Nàng tiên cá trong chuyện Nàng tiên cá tên gì? Ariel. Chính xác. Khi có một đôi chân và được gặp lại hoàng tử, nàng tiên đã hát bài gì cho hoàng tử nghe? Nàng tiên cá bị câm mà, đâu có hát. Chính xác, không có hát. Theo truyền thuyết, Lê Lợi đã kiếm Thuận Thiên cho vị thần nào? Thần Kim Quy. Chính xác. Thần Kim Quy đòi kiếm Lê Lợi ở đâu? Hồ Hoàng Kiếm. Chính xác. Dê thuộc loại động vật gì? Có vú. Không phải, động vật nhai lại. Ui. Sữa dê có màu gì? Màu trắng. Chính xác. Sữa hà mã có màu gì? Màu hồng. Chính xác. Anh hùng giàu nhất trong vũ trụ Marvel là ai? Iron Man. Chính xác. Wow. Superman trước ngực có chữ S, vậy Batman trước ngực có chữ gì? Cái hình con dơi. Chính xác. Trong showbiz Việt, gia đình Hoa Dâm Bụt là chỉ với ai? Hoa Minzy, Đức Phúc, Eric. Chính xác. Wow. Nhóm Batman của Hàn Quốc có mấy người? 5 thành viên. Chính xác. Vợ thằng Đậu tên gì? Đen. Chính xác. Trong bài Tình Anh Bán Chiếu, anh bán chiếu bán ở đâu? Anh bán. Hết thời gian. Quá giỏi rồi Sam ơi, xuất sắc luôn á. Và cuối cùng Sam Sam Phát La đã nhận được 12 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thể hiện phong cách và sự thông minh của đội Ninh Dương Lan Ngọc cùng với ST. Áp lực quá. Trời ơi, Sam quá áp giỏi lực luôn. Thiệt, 12 câu quá nhiều. Chuẩn bị, chúng ta có 1 phút 42 giây. Wow. Bên kia đã có 12 điểm. Chuẩn bị. Thời gian. Ninh Dương Lan Ngọc thấy thế nào? Em đang run đó, em phải tập trung chung với bạn em luôn á. Thời gian bắt đầu. 12 mũ 2 là mấy? 244. Sai, 144. 12 x 12 là bao nhiêu? 144. Chính xác. Công chúa trong truyện Aladdin và cây đèn thần tên gì? Jasmine. Đúng. Con vật đồng hành với Aladdin là con gì? Lạc đà. Sai. Khỉ.
Mai An Tim là nhân vật trong Sự Tích nào? Sự Tích Dưa Hấu. Chính xác. Trong Sự Tích Quả Dưa Hấu, Mai An Tim được thần nào giúp sức tìm ra quả dưa hấu? Không có. Chính xác. Con gì nếu bỏ dấu ra mỗi lần xe lửa đi qua phải dừng? Con gì? Con gì nếu bỏ dấu ra mỗi lần xe lửa đi qua phải dừng? Cháu, cháu. Con gì? Cháu. Con cháu, gì? Cháu. Thời gian bỏ, bỏ, nhanh. Bỏ, bỏ, bỏ. Bỏ qua. Con gì nếu muốn thành râu chỉ cần cắt một chữ châu, đầu châu, tiên? Châu, châu, châu. Chính xác. Trong bài Con Cò Bé Bé, con cò đậu trên cành gì? Tre, tre. Con cò bé bé nó đậu cành tre. Chính xác, không được nhắc. Trong phim Spider-Man, bắn tơ nhện ra từ vị trí nào của tay? Từ cổ tay. Chính xác. Giày của Spider-Man có màu gì? Màu đỏ. Chính xác. Cái gì luôn luôn ở phía trước bạn mà bạn không bao giờ nhìn thấy? Tương lai. Chính xác. Ai đi theo em mấy lần phố mưa, mưa bay theo em áo dài đón đưa là lời ca khúc nào? Ngày mai em đi. Sai. Vài lần đón đưa. Ôi. Yêu là chết trong lòng một ít là câu thơ nổi tiếng của nhà thơ nào? Xuân Diệu. Chính xác. Cửa khẩu Mộc Bài thuộc tỉnh nào? Tây Ninh. Chính xác. Tác phẩm Truyền Kiều của Nguyễn Du được thể hiện dưới hình thức nào? Lục Bát. Chính xác. Vậy bài thơ Lục Bát có mấy câu? Hai. Nhiều câu. Lục Bát bao nhiêu câu cũng được, nhưng mà cái đó hết giờ rồi, không có tính được. Và tổng cộng đội của Ninh Dư Lân Ngọc cùng ST cũng có 12 điểm. Hay quá ST ơi. Vậy thì chưa biết điều gì xảy ra. Bây giờ chúng ta đang cân bằng rồi nè. Điều gì xảy ra chúng tôi cũng chưa biết được. Và ai thắng tôi cũng chưa biết được. Quý vị chờ trong giây lát nha. Câu hỏi như sau: khi bạn căng thẳng, mồ hôi có thể đổ ra. Bạn lấy khăn chấm mồ hôi và cho tôi uống nước để bù trừ vào những giọt mồ hôi đã đổ ra. Đơn giản là vậy thôi, đó không phải là câu hỏi. Trời đất ơi. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong cái vòng thi gọi là phụ này quý vị. Người ta nói rằng trong bóng đá đó, phút 90 cũng chưa gọi là gì cả. Điều đó nó đã thể hiện ở trong chương trình này rồi quý vị. Bàn thắng vàng. Bàn thắng vàng, chính xác. Bàn thắng vàng ở đây là gì? Là chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi. Khi tôi đọc xong, đội nào nhấn chuông trả lời đúng là vô trong luôn. Đội nào nhấn chuông trả lời sai, đội kia trả lời tiếp mà nếu trúng là vô luôn. Rồi bây giờ chúng ta rời vị trí đó, đứng ra vị trí hai bên đi. Điều gì nằm ở trong câu hỏi này? Tôi sẽ mở ra. Câu hỏi như sau: khi bạn căng thẳng, mồ hôi có thể đổ ra. Bạn lấy khăn chấm mồ hôi và cho tôi uống nước để bù trừ vào những giọt mồ hôi đã đổ ra. Đơn giản là vậy thôi, đó không phải là câu hỏi. Trời đất ơi. Em giật là ông muốn chứ. Trời ơi, thôi nghỉ đi, thôi nghỉ đi. Trời đất ơi, gì kỳ cục gì, đâu phải MC muốn nói nói. Bây giờ chính thức đây. Tất cả im lặng. Câu hỏi như sau, nghe cho kỹ nha các bạn. 8 x 8 và 32 x 2, số nào lớn? Rồi. 32 x 2 lớn hơn. Sai. Rồi. Bằng nhau, bằng nhau. Bằng nhau. Đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Yeah. Phải nói một điều là ST có một bản lĩnh rất là tốt. Nếu không á là chúng ta quá nhiều căng thẳng hồi hộp, chúng ta bị tụt mút đó.
Nhưng dù sao thì bạn vẫn giữ phong độ. Một tràng pháo tay chúc mừng cho ST và Như Ngọc. Cơ hội đã trôi qua rồi, Sam Sam và Phát Lan. Nhưng dù sao thì các bạn cũng đã có phần thưởng là 4 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến phần cuối cùng của trí lực sánh đôi. Thử thách cuối cùng mang tên mặt phẳng nghiêng. Tại đây, người thể lực sẽ phải nằm trên một mặt phẳng nghiêng, được nâng cao dần theo độ khó của các mốc câu hỏi mà người trí tuệ trả lời, tương ứng với 10 mốc tiền thưởng của chương trình. Với mỗi câu trả lời đúng, các đôi sẽ tiến được một mốc tiền thưởng. Trả lời sai không bị mất mốc tiền thưởng đang có. Thử thách dừng lại khi người chơi rơi ra khỏi tấm kính và trí tuệ cũng ngừng trả lời câu hỏi. Vì thế, người thể lực ơi, tới lúc thể hiện sức mạnh của mình rồi đấy. Đó quý vị và các bạn, quay trở lại với trí lực sánh đôi. Thưa quý vị, có thể nói đây là vòng thi cuối cùng của Ninh Như Lan Ngọc và ST. Chị Khanh ơi, chị coi em phải nằm tướng như thế nào thì mới đúng phong thủy vậy? Bò lên. Rồi, hai tay bám lấy trên. Bám chắc không? Hai cái chân á, lấy cái mũi dày á, bám xuống dưới hai cái này. Anh ơi, hãy trả lời thiệt nhiều. Em sắp bẹp ở trên này rồi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Loài chim nào được lấy làm biểu tượng hòa bình? Bồ câu. Chính xác. 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 nhân 0 cộng 1 bằng mấy? 3 2 nhanh lên. 5. Sai. 4. Tam giác đều của mỗi góc là bao nhiêu độ? 60 độ. Chính xác. Nếu như 1 bằng 5, 2 bằng 10, 3 bằng 15, 4 bằng 20 thì 5 bằng mấy? 25. Sai. Trong chuyện nàng tiên cá, mùa phù thủy đổi gì để lấy giọng hát của nàng tiên cá? Cặp chân, đôi chân, đôi chân. Chính xác. Xuân Diệu, Xuân Quỳnh, Thâm Tâm, ai là nhà thơ nam? Xuân Diệu. Một người nữa. Còn một người nữa. Ai là nhà thơ nam? Xuân Quỳnh. Sai rồi. Loài chim nào có thể bay lùi? Dơi. Không phải. Chim gõ kiến dùng đầu của nó bổ tới tấp vào thân cây, vậy nó có bị đau đầu không? Không. Chính xác. Ốc sên thở bằng gì? Bằng xúc giác. Sai. Tua bằng đầu. Ở Việt Nam cây cầu nào có thể xoay được? Phải nói rằng là tôi đứng ở ngoài mà mình không nghe được câu hỏi luôn á. Tại vì mình cứ nhìn cái cô bé này, trời ơi, cố gắng bám. Nhưng có một sai lầm thế này nè, bởi vì khi mà ta thi lực đó, càng ngày sau chúng ta càng đuối. Chính vì thế những bạn nào chơi sau đó, chúng ta phải thay đổi để có thể giữ sức cho đến cuối cùng. Bởi vòng cuối cùng này càng lực nhiều, các bạn sẽ bám được nhiều hơn nữa. Cảm ơn Ngọc đã cố gắng hết sức vì ST và đội chúng ta. Cảm ơn nhiều. Trải qua vòng chơi cuối cùng thì bạn ST đã trả lời được 3 câu hỏi tương đương với 2 triệu đồng. Tổng cộng qua các vòng chơi, hai bạn có 11 triệu đồng. Chúc mừng. Chúng tôi sẽ có món quà gửi tặng hai bạn nữa. Xem như hai bạn đã gần như hợp trí, hợp lực và hợp ý với nhau rồi. Một kỷ niệm của chương trình. Bây giờ các bạn muốn nói với tôi điều gì? Chúng tôi là ST Lan Ngọc, một cặp trí lực sánh đôi. Yeah. Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 12 giờ Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bí Lực Sánh Đôi Body and Dress. Cặp đôi đầu tiên của chính là Thùy Trang và Tiết Thu, Đại Ngọc Trâm và Hoàng Mèo. Chuẩn bị. Câu hỏi bắt đầu. Quốc gia nào có tên ngắn nhất? Ý. Chính xác. Hay quá. Câu nói trong quảng cáo của mọi loại sữa bột là gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và chất lượng. Loại hạt nào mà tạo ra nhiều người loại cây? Bỏ ra đi. Rồi, chết rồi, chết rồi. Mua. Cộng 25 giây. Go, go, go. Vô.